Hello chào anh em, hôm nay mình có bộ PC cho một cái nhu cầu khá là đặc biệt anh em ạ. Khách mua để làm Excel anh em nhé. Mình nhấn mạnh lại là khách mua bộ này để làm Excel. Và cái cấu hình này thì cực kỳ khủng luôn. Và anh em có thể nhìn thấy luôn, có con Intel Core i9 ở đây rồi. Đấy, và khách có chia sẻ với mình là anh ấy làm Excel rất nặng luôn anh em nhé. Và anh ấy cần là chip phải thật mạnh và RAM phải thật nhiều và bớt RAM phải rất cao. Đấy thì hôm nay là mình sẽ dựng đúng theo cái nhu cầu của anh ấy. Và cái bộ này thì ngân sách khoảng hơn 50 triệu, tầm năm mấy mình không nhớ rồi, nhưng mà mình sẽ để cái giá tiền ở tiêu đề anh em nhé. Lát nữa là check lại giá này mình sẽ để lại cho anh em sau. Và ngoài cái vấn đề là làm Excel thì anh ấy sẽ có nhu cầu đó là xuất 3 màn hình 4K, 3 màn 4K luôn. Đấy thì mình nghĩ là với cái cấu hình như thế này thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của anh ấy. Đấy thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng ngó qua về phần cấu hình. Con chip thì chắc là không cần nói nữa rồi. Con chip này thì đầu bảng rồi, Intel Core i9 14900K. Mã này thì gần như là top đầu hiện tại của Intel rồi, với những cái dòng CPU phổ thông. Sắp tới thì hơn con này thì chắc chỉ có con 14900KS thôi, nhưng mà con đấy thì vẫn chưa thấy thông tin là có hàng ở thị trường. Còn hiện tại thì đây vẫn là một con CPU đầu bảng. Thì với con này thì đơn nhân và đa nhân thì đều tuyệt vời rồi, không còn gì để nói về con này nữa. Cái mà mình muốn nói về hôm nay ấy là con main anh em ạ. Đây. Đã có một anh em comment trên kênh của mình là có nói về con này. Đấy thì hôm nay là may sao là mình cũng có trên tay con này luôn. Đây là con Z790 Tube, nhưng mà không phải con Tube Plus mà mình hay lên, mà đây là con Z790 Tube Pro anh em ạ. Đây, thêm chữ Pro nữa. Đấy thì chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về cái ngoại hình của con này. Anh em thấy là cái con Tube Pro này ấy, thì có một cái điểm mình thấy rất là khác này. Đây, có một cái chỗ này anh em, chỗ này nó là cao su anh em ạ. Đấy, cao su rất là đẹp luôn. Và có chữ Ultimate Fork ở đây. Đấy, rất là đẹp. Và cái phần giáp này, cái phần giáp này nó đã thay đổi thiết kế rồi. Đấy, thiết kế khác hẳn với con Tube Plus kia. Và mình thấy là cái thiết kế này nó rất là đẹp luôn anh em ạ. Cái tản VRM thì vẫn thế, vẫn theo cái đặc trưng của cái dòng Tube mới này này, đó là nó cắt thành hình ô vuông. Đấy, từng hình ô vuông một. Và con này thì cái đầu cấp nguồn cho CPU là hai đầu 8 pin luôn anh em nhé. Còn về cái dàn VRM con này thì cũng rất là khủng. Con này là 16+1+1 thì chắc chắn là chạy tốt với cả con Core i9 ngày hôm nay rồi. Đấy, còn lại thì mình thấy là thiết kế nó sẽ khác một chút nữa ở cái phần tản nhiệt SSD. Anh em nhìn này, đấy, tản nhiệt SSD này. Chỗ này là nó cũng cắt hình ô vuông luôn. Đó, cái phần chipset này là thiết kế cũng là thiết kế mới này. Đó, nói chung là về tổng quan con này là mình thấy khá là ok đấy. Về mặt sau thì con này cái phần cắm anten nó lạ nhỉ anh em nhỉ. Nó không còn cái gen để anh em xoay nữa, mà khả năng con này nó sẽ là cắm trực tiếp luôn, rất là hay này. Có cổng quang anh em nhé. Đấy, con này thì lại có cổng quang này, 5 cổng audio này, khá nhiều cổng USB này, 2 cổng USB Type-C, 1 cổng 10G, 1 cổng 20G. Đấy, và HDMI DisplayPort đầy đủ. Đấy, nói chung là con main này mình thấy là nó ổn áp hơn con main Plus kia khá là nhiều. Đấy, anh em ngó qua một chút về tổng quan. Con này giá tầm hơn 8 củ anh em nhé. Thì hơn 8 củ mình nghĩ là con này nó ok đấy. Đấy, thì với như vậy là xong con main. Đến phần RAM mới giật mình anh em ạ. RAM rất là khủng luôn. Nói chung là anh em nhìn thấy Corsair Dominator xong lại còn Titanium xong lại còn 96GB thì anh em biết là nó khủng như thế nào rồi. Và hôm nay thì mình sẽ dùng hai thanh RAM Corsair Dominator Titanium 96GB, có nghĩa là hai thanh 48, và cái bớt RAM của nó rất là cao, bớt RAM của nó là 6600. Khách thì yêu cầu là RAM phải bớt cao này, xong rồi dung lượng nhiều. Và cái giá của kit này thì rất là đắt rồi. Kit này là hơn 12 triệu anh em nhé. Hơn 12 triệu cho một kit RAM. Riêng một cái kit RAM này là nó đã đắt gần bằng một con CPU ngày hôm nay rồi. Đấy, rất là khủng luôn. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng cái cặp RAM này. Cặp RAM này thì mình cũng lên rất là nhiều rồi, thì mình sẽ không cần sâu qua cho anh em xem nữa. Hình minh họa đây rồi anh em nhé. Và con này thì có một cái điểm mình không thích lắm, đó là cái led của nó nổi cục. Đấy. SSD này. SSD để anh em làm việc là bền bỉ nhất này, ngon nhất này, tốc độ cao thì Samsung 990 Pro là cái sự lựa chọn hàng đầu rồi. Thì con này tốc độ đọc ghi rất là ổn anh em nhé. 7450 và tốc độ ghi như là 6600 thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Và con này nó đã cải tiến hơn về cái phần chất lượng linh kiện so với cả 980 Pro. Thì đây là một cái mã SSD rất là ngon của Samsung. Nói chung là Samsung thì đầu bảng rồi, không cần phải bàn cãi nhiều về cái chất lượng nó rồi. Đấy. Tiếp đến sẽ là các đồ họa. Đây. Các đồ họa thì đúng ra là lúc đầu ấy mình có dựng cho anh ấy là một con 4070 Super.
nhưng mà anh ấy bảo là con đấy quá dư, bởi vì là không chơi game, không làm gì cả và chỉ để xuất hình thôi. Thế nên là anh ấy bảo là chọn cho anh một con cạc cũ cũng được, sách tay cũng được. Đấy. Thì mình có lấy một con 3070 Ti Rockchick, thì mình nghĩ là với tầm giá khoảng hơn 8 triệu thì đây là một con cạc rất là ngon, thoải mái, xuất 3 màn hình đấy, và thiết kế thì rất là đẹp và mát luôn. Nhưng mà hôm nay có một cái điểm đó là build xong là phải tắt hết led đi cho khách anh em, khách không thích một tí led nào cả. Nhưng mà thôi, tí nữa mình cứ show cái phần led ra cho anh em xem, còn lại thì khi nào mà giao cho khách thì mình sẽ tắt led sau. Con này thì không cần phải bàn nữa anh em nhá, xuất hình thì gọi là chẹt bô rồi. Anh em chơi game nặng còn được, chứ chưa nói đến cái vấn đề xuất hình. Nguồn với tản thì quen mặt rồi, mình sẽ không cần nói quá kỹ về phần nguồn với tản nữa. Tản là con Deepcool LT720, thì đây là một cái mã tản gọi là best PP nếu như mà mình dùng với Intel Core i9 rồi. Đấy, hiện tại thì mình vẫn đang tin dùng mã này. Nếu mà tìm được cái mã nào khác mà ok hơn, ngon lành hơn thì mình sẽ lên cho anh em xem. Nguồn thì vẫn là con nguồn quen thuộc thôi, Super Flower Litec 850, full module này, full tụ nhật này, 80 plus gold. Đấy, và có sẵn dây PCI 5.0. Nhưng mà cái bộ này thì chưa cần dùng đến cái dây này. Về sau mà khách lên tầm những cái cạc đầu 40 ấy, thì sẵn có cái dây này luôn thì nó rất là tiện. Và cái vỏ ngày hôm nay thì mình đang không bày ở đây. Vỏ ngày hôm nay thì nó là con Deepcool CH510, nhưng mà nó là phiên bản digital anh em nhé. Thì cái 510 digital nó sẽ có một cái màn hình hiển thị nhiệt độ ở bên trên, thì có lẽ là mình sẽ set cái nhiệt độ của CPU cho khách. Đấy, như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái cấu hình hơn 50 triệu chạy Excel ngày hôm nay, rất khủng luôn. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC làm Excel của chúng ta. Anh em ngó qua về tổng quan một bộ PC rất là đẹp. Và bộ này thì ngân sách là khoảng 53 triệu rưỡi anh em nhé. Đấy, vừa check giá lại thì nó tầm đấy. Thì anh em ngó qua một tí. Đây là một cái bộ PC mà khá là đen. Và thực tế thì một lát nữa là tí nó giao cho khách thì khả năng là mình sẽ tắt hết led đi anh em nha. Led của tản này và led của cạc thì sẽ tắt ở trên cái phần mềm Armory Crate. Đấy, còn cái led của RAM thì sẽ tắt ở trên IQ. Thì đây vẫn là một cái mã vỏ mà mình khá là thích. Nhưng mà sau khi mà lắp con CH560 Digital thì mình lại thích con CH560 hơn. Vì là con CH560 thì trông nó kiểu nó vuông vức hơn. Đấy, còn con này thì nó hơi bo cong, nó hơi bo cong ở cái mặt trước này này. Đấy, thế nên là mình không thích con này bằng con CH560. Nhưng mà dù sao đây vẫn là một cái mã vỏ rất là đẹp và thoáng mát. Thì ở đây anh em nhìn qua nhá, CH510M Digital. Cái chữ mét ấy là cái mặt trước của nó. Mặt trước của nó là anh em sẽ có một cái mặt lưới ở đây. Đấy, và khi mà anh em nhổ cái mặt trước này ra ấy, thì ở bên trong nó sẽ có một cái lưới lọc bụi nữa. Đấy, như vậy là anh em sẽ rất dễ dàng vệ sinh với con vỏ này. Và cái vỏ này thì nó có một cái đặc thù nữa, đó là cái chữ digital đấy anh em. Digital thì là nó sẽ hiển thị cái nhiệt độ ở đây. Đấy, thì anh em có thể thấy là mình đang cài cái nhiệt độ của CPU. Và hiện tại thì nhiệt độ của CPU đang rất là mát, là tầm khoảng 31 cho đến 32 độ với con Core i9-14900K anh em nhá. Và cái nhiệt độ này thì mình đã test với cả cái phần mềm HVK Monitor rồi, và nó rất là chính xác, thì nó hiển thị đúng theo cái nhiệt độ của HVK Monitor luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại tổng quan của cả bộ. Thì với bộ này mình có lắp thêm là 3 cái fan nữa cho khách. Đây, mình có bổ sung thêm một cái tách fan ở phía trước, anh em nhìn này. Đấy, 3 con fan Thermalright. Đấy, nhưng mà mình có đẩy cái fan ở bên trong, bởi vì là khi mà anh em đẩy cái fan ở bên trong thì anh em mới lắp được cái lọc bụi ở phía trước. Đấy, chứ còn nếu mà anh em mà lắp ra ngoài ấy, thì sẽ không lắp được cái lọc bụi. Tuy nhiên thì đẩy fan ở bên trong thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái cạc đồ họa. Đấy, bởi vì là cái cạc ngày hôm nay là một cái cạc rất là to, nhưng mà lắp vào thì nó vẫn rất là thoải mái anh em nhá. Còn dư khoảng tầm 4 đến 5 phân nữa cơ. Đấy, rất rất thoải mái luôn. Và ngoài ba cái fan trước ra ấy, thì cái vỏ này nó đã có sẵn là một cái fan sau anh em nhá. Nhưng mà fan sau thì chỉ là fan 120 thôi, chứ không phải là fan 140. Kể ra mà fan sau làm fan 140 thì nó sẽ ok hơn. Còn về phần linh kiện bên trong, đây, hôm nay là chúng ta sẽ có một con main mới của Asus. Đây là con Z790 Tup, nhưng mà không phải Tup Plus mà nó là Tup Pro anh em nhá. Đấy, Tup Pro thì anh em chỉ cần nhìn cái phần giáp này này. Đấy là anh em thấy là nó khác ngay với con Tup Plus luôn. Đấy, nó có chữ Tup Gaming rất là to ở đây. Và nó có một cái chi tiết bằng cao su ở đây anh em nhá. Đấy, cái đoạn này là cao su này. Đấy, Ultimate Fork này này. Chỗ này là cao su. Còn lại thì cái phần tản nhiệt VRM thì mình thấy là nó vẫn theo cái họa tiết là cắt hình ô vuông giống như là con Tup kia.
Bộ hôm nay thì có một cái khá là đẹp nữa, đó là cái RAM. Mình sẽ kéo sáng xuống cho anh em xem. Cái RAM này thì mình đang để cái màu xanh ở co xe. Đấy. Nhưng mà đúng ra với RAM Dominator này thì nếu anh em chơi kiểu 4 thanh ấy, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. 2 thanh thì trông nó kiểu nó hơi lẻ loi. Đấy. Và LED của nó thì vẫn theo cái đặc thù là nó bị vón cục anh em ạ. Đây là một cái điểm mà mình khá là tiếc đối với một cái kit RAM rất đắt tiền. Đấy, mình hy vọng là Corsair sẽ nâng cấp lần sau để cái LED của nó chuyển màu mượt và đẹp hơn. Độ sáng thì rất là sáng rồi nhưng mà không hiểu sao nó lại bị vón cục. Đấy. Còn lại thì chúng ta sẽ có một cái block nước rất là đẹp và quen thuộc rồi. Cái block nước này thì không biết là mình đã giới thiệu bao nhiêu lần rồi. Đấy, thì mình sẽ nói sơ qua cho anh em xem thôi. Đây là block nước đặc trưng của dòng Deepcool LT anh em nhé. LT520 và LT720 thì đều dùng chung cái block nước này. Chúng ta sẽ có một cái block nước rất là vuông vức. Đấy, và nó tạo thành một cái hình khối, một cái khối mica ở đây. Và bên trong thì sẽ có những cái ô vuông dạng vô cực. Đấy, rất là đẹp. Và đây, hai cái dây này thì nó sẽ có cái nẹp anh em nhé. Hai cái nẹp này thì sẽ giúp cho cái dây nó song song với nhau. Đấy, đi vào thì nó rất là gọn gàng. Và đây là con cạc của chúng ta. Con cạc thì cũng rất là quen mặt với anh em rồi. Nói chung là anh em xem kênh của mình thì chả còn lạ gì với cái dòng 3070 Ti Rockchip rồi. Đấy, và nó sẽ vẫn có một cái giải LED rất là đẹp ở đây. Và hôm nay thì mình có set cái LED của các đồ họa này và cái LED của cái block nước ấy, là theo một cái chủ đề. Anh em có thấy là LED của cạc này và cái LED của block là nó chạy theo một cái chủ đề màu xanh rất là đẹp. Và mình rất là thích cái chủ đề này. Hơi tiếc là RAM ngày hôm nay thì nó không sync được với main. Kể ra mà RAM ngày hôm nay mà sync được nữa thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đấy, nói chung là sơ qua thì chỉ có vậy thôi. Chúng ta sẽ có là một cái bộ PC khoảng 53 triệu và làm Excel rất rất mạnh luôn. Anh em sẽ có là coi 914-900K này. Anh em sẽ có 96GB anh em nhé. 96GB. Và anh em có cạc là 3070 Ti. Nói chung là con cạc chỉ để xuất hình thôi. Đấy, như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái ngoại hình của bộ PC ngày hôm nay. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.